dong kasih damping lang. Nhiều mọi người yêu mến hơn người đến đây không có điều đó có nhìn thấy
Xin cảm ơn đó và Mai Hương đã đem Western Union là một chiếc cầu nối có thể mang rất nhiều những ca sĩ từ Việt Nam sang đây để mà làm vui lòng mọi người, khách hàng của họ. Một lần nữa, chúng ta dành một tràng pháo thật lớn nhất, lớn thật lớn dành cho Western Union. Xin cảm ơn. Mà ngay sau đây không muốn làm nóng không khí một chút nữa, là phải nhảy tung lên nha. Cái camera từ đây xuống nè, thấy được tất cả các loại hình điện thoại, không thấy một nhãn hiệu nào nữa. Đợi em trong mơ à? Thay cầm trước đi, thay cầm được không? Thay cầm hết chương nha. Rồi mọi người đã nghe lại bài hát tên Fighting. Yeah.
cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn mọi người. Và báo tiếp theo là một nhé là gì nhỉ? Và anh cảm ơn Trang Bô Vơ cũng gói thông ca nhiều lắm là quan tâm hơn cả người. Vì các bạn chính là khách hàng thân thiết và đáng trân trọng nhất của Western Union. Và hơn như là đúng bộ phận của mình làm cho các bạn thật là vui. Và ngay sau đây thì chắc là thêm một ngoài sôi động nữa đấy nhỉ. Một bài mới mà hôm nay vừa tôi âu xong, tôi sẽ các bạn nghe liền ngay sau đây. Đó là hôm tin cái bài thử thích. Ngay cái mùa thời tiết như này, tôi sẽ hát ngay cái bài Chờ Đông để mừng gửi tặng tất cả quý vị các bạn nghe đây. Mời quý vị lắng nghe thử nha. Oh,